Xin chào ạ, AKshop gửi bạn video về dòng xe Suzuki Impulse. Với video hôm nay là bộ sản phẩm đờ mi trước. Zin nguyên bản là sản phẩm đờ mi màu trắng, nhưng mà độ sáng nó không mạnh, với nó không có trắng tinh như thế này. Thì mình sẽ làm lại phần chip LED và kết hợp thêm xi nhan vàng chạy cả ngoài trước và ngoài sau. Ngoài sau sẽ là hai sọc Audi hai bên như thế này. Đây các bạn, đây là cái option đơn giản là mình làm thêm cái sọc Audi màu trắng, cũng là xi nhan chạy và full chức năng là mở khóa sẽ có hiệu ứng quét khởi động như thế này cùng với xi nhan chạy. Trước tiên mình sẽ tắt khóa mở khóa. Cái phần đờ mi zin không biết là cái này là màu trắng rồi, nhưng mà màu trắng là trắng hơi ngà vàng, kia là trắng ngã vàng. Mình sẽ thay chip LED màu trắng là trắng tinh và sáng mạnh hơn, nó đẹp hơn. Các bạn muốn màu trắng sang vàng chạy hay các bạn muốn màu đờ mi là trắng, xanh dương, xanh lá, xanh băng gì tùy các bạn được quyền chọn cái đó. Xi nhan thì đổi sang vàng chạy hoặc là xanh dương chạy hoặc đỏ chạy đều có hết luôn các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ tắt khóa mở khóa. Đây là hiệu ứng quét khởi động khi các bạn mở khóa xe. Đó, cái màu xi nhan vàng sẽ quét khởi động lên xuống khoảng 6 lần. Đó, xong rồi nó sẽ sáng đèn đờ mi là màu trắng như thế này. Ở ngoài trước mình vẫn sử dụng là cái sọc, đây là cái cây mica, cái sọc Audi zin của xe. Mình can thiệp chip LED bên trong đó để mình xử lý LED, nên ngoài trước mình giữ zin cho bạn được cái phần kết cấu của đèn. Ngoài sau thì làm thêm một cây mica nên sẽ có can thiệp bên trong cho đèn. Rồi bây giờ mình bật xi nhan, từng bên. Đây các bạn ha, khi bạn bật xi nhan thì cái phần xi nhan zin màu vàng ở trên, đây là sử dụng bóng T10. Các bạn muốn thay bóng LED cũng được, thay bóng LED thì nó sáng mạnh hơn và cái lượng điện tiêu thụ trên cái bóng nó cũng ít hơn so với bóng zin. Bóng zin là bóng sợi tóc. Và các bạn thấy rõ là cái phần đèn mình sử dụng chip LED sắp trên đều sát, giúp cho cái độ sáng nó mạnh như thế này. Vẫn sử dụng lại cái cây mica zin cho nó đẹp mắt. Tại vì bản thân cái cây mica zin nó có những cái sọc ngang nhỏ trên cái cây mica đó. Đó, mình chỉ sử dụng chip LED mình nhét bên trong và mình xử lý mạch điện. Rồi, đây các bạn, tắt xi nhan thì tự động nó trả về màu trắng bình thường ở chế độ đờ mi. Rồi mình bật xi nhan bên phía còn lại. Đó các bạn ha. Như mình nói, cái phần xi nhan zin là bóng T10. Các bạn muốn đổi bóng LED cũng được. Bóng LED thì cũng có nhiều màu: trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, xanh băng tùy các bạn. Rồi mình tắt xi nhan đi. Đó. Cái phần đèn chiếu sáng thì cái này ảnh cũng đã thay bóng LED rồi. Bóng zin là bóng chân H4, bóng halogen sợi tóc. Thay bóng LED thì nó là độ sáng nó mạnh hơn, tiêu thụ điện ít hơn và không nóng chói đèn. Ánh sáng thì có màu trắng với màu vàng thì các bạn chọn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt khóa mở khóa lại lần nữa cho các bạn xem cái hiệu ứng quét khởi động hồi trước. Đây các bạn. Rồi. Đó các bạn, đây là hiệu ứng quét khởi động khi các bạn chọn option là xi nhan chạy. Các bạn muốn chơi option Audi A11 chỉnh nhiều màu đều có luôn. Còn đây là option đơn giản dành cho những anh em nào không thích cái màu mè nhiều, hết sự đơn giản là trắng qua vàng chạy thì các bạn chọn option này. Còn đơn giản hơn nữa, các bạn chọn đổi màu đờ mi cũng được. Mình vẫn có những phương án, các bạn cứ liên hệ và tư vấn báo giá các bạn ha. Đây là option đổi màu đờ mi cho nó trắng tinh như thế này. Đó, zin là trắng ngà. Rồi cái đó là phần ngoài sau. Phần ngoài sau thì bản thân nó không có cái sọc mica Audi nên mình phải can thiệp làm thêm một sọc Audi như thế này. Thì tất nhiên chính như vậy sẽ có cắt gọt bên trong cho đèn. Nó không giống như đèn người trước. Ngoài trước là sử dụng lại cái sọc zin, vì bản thân cái sọc nó đẹp mắt và nó zin nguyên bản luôn nên mình sẽ tận dụng lại cái đó, mình làm LED vô. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ tắt khóa mở khóa cho bạn xem cái phần hiệu ứng ngoài trước và ngoài sau thì nó cũng có phần hiệu ứng luôn. Đó các bạn thấy rõ ha, khi mở khóa và như thế này thì cái phần đèn sẽ quét khởi động. Rồi cái phần Audi thì theo công tắc đèn. Bây giờ mình sẽ bật xi nhan từng bên cho bạn xem. Nó cũng giống như ngoài trước là khi bật xi nhan thì cái Audi nó chạy như thế này. Đó, nó chạy cùng với cái nhịp chớp của cái xi nhan zin. Thì giống như ngoài trước, muốn thay bóng LED thì thay bóng LED thôi. Bản thân là bóng T10 thì thay bóng LED là bình thường. Cái bóng đèn hậu là bóng sợi tóc. Các bạn muốn mà nó ít hao điện hơn và nó sáng hơn, nó có luôn hiệu ứng thắng chớp thì các bạn thay bóng F1 có tùy các bạn. Còn ai muốn thay bóng LED như zin là đờ mi sáng nhẹ thắng sáng mạnh vẫn có các bạn nha. Rồi mình tắt xi nhan đi. Thì khi động tắt xi nhan thì tự động nó trả từ màu vàng về màu trắng thôi. Rồi mình sẽ xi nhan bên phía còn lại luôn. Đây các bạn, đó ha, cái bằng xi nhan. Rồi tắt xi nhan và mình sẽ tắt khóa, mở khóa lần nữa cho bạn xem là cái hiệu ứng quét khởi động phần ngoài sau. Rồi các bạn, rồi ok, mở khóa lên đây ha. Cả trước rồi sau, khi các bạn chọn option xi nhan chạy thì mình làm luôn cho bạn cái phần hiệu ứng quét khởi động cho đẹp mắt, là khi các bạn mở khóa xe, đèn nó sẽ quét khởi động chạy lên chạy xuống hoặc chạy tới chạy lui như thế này. Còn cái phần màu đèn thì tùy các bạn chọn, trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng. Các bạn muốn tờ mi màu gì, xi nhan màu gì cũng được, không sao các bạn ha. Đó là tùy theo giúp sinh mọi người. Rồi hôm nay là dòng xe Suzuki Impulse Audi trước sau, tờ mi một màu, xi nhan một màu chạy, có luôn hiệu ứng quét khởi động. Rồi video đây xin thúc. Xin cảm ơn bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào các bạn.